Xin chào các bạn, lại là mình đây từ Sapa tên em. Hôm nay lại là khô ăn liền, cá mai riêng chua ngọt. Món này thì dùng được với rất nhiều gì. Món này thì bắt với rượu, bia, ăn vặt hay cả với cơm trắng. Khi còn tươi, cá mai được chế biến rất nhiều món như gỏi cá mai chiên giòn, cá mai sốt chanh. Còn với khô cá mai thì riêng chua ngon cũng không kém cạnh. Tiếp tục mình giới thiệu sơ cách chế biến. Chúng ta sẽ dễ dàng làm tại nhà với các gia vị đơn giản có sẵn trong mỗi gian bếp. Đầu tiên, khô cá mai rửa sạch, bỏ đầu, rồi cho vào chảo rang cho khô lại. Tiếp đến, pha nước mắm, đường, ớt, tỏi, nước cốt chanh. Xong, bắt vào dầu để nóng. Cho cá mai vào, đảo đến khi hơi giòn. Lại cho tí đường vào, đảo tiếp đến khi cá chuyển màu vàng đẹp. Rồi cho luôn phần hỗn hợp đã pha sẵn vào, đảo đều tí nữa cho ngâm gia vị. Giờ thì rắc phần trắng lên nữa là xong. Loại này thì đủ các vị ngọt, cay cay, mặn mặn, chua chua, và lại giòn rộm rộm. Cứ ăn một miếng rồi lại muốn thêm miếng nữa. Bây giờ thì bày ra cũng có thể thêm một chén tương ớt. Chúc các bạn thành công khi thực hiện món cá mai riêng chua ngọt. Và hãy nhớ chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận của bạn với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới nhé. Thông tin chi tiết về sản phẩm mình đã để ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.